Với chiều cao có hạn, nhưng bạn lại phải làm việc ở trên cao. Vậy làm cách nào để thực hiện được điều đấy? Đừng lo, ta có trợ thủ đắc lực Thanyol Fuji Home TLA07, TLA08 và TLI308, TLI440, TLI500 sẽ giúp bạn thực hiện được điều đó ngay lập tức. Vậy làm sao để sử dụng được hết công dụng của sản phẩm? Thì video hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng dòng thang rút đôi và rút đơn của Fuji Home một cách chi tiết nhất. Sau khi mộp sản phẩm, chúng ta thấy thang được bao bọc rất chắc chắn. Sách hướng dẫn sử dụng và chân thang sử dụng cho thang rút đôi. Ở phía trên thang rút đôi có chốt khóa an toàn, ở điểm gấp giúp thang được cố định và chắc chắn hơn. Để sử dụng thang cũng rất đơn giản. Đầu tiên là dòng thang rút đơn TLI308, TLI440 và TLI500. Bước đầu tiên, chúng ta thực hiện tháo đai buộc ra. Đai buộc thang có công dụng giúp cho thang được chắc chắn hơn trong quá trình vận chuyển. Bước tiếp theo, chúng ta đặt chân lên thanh cuối cùng của thang và rút từ từ lên đến chiều cao mình mong muốn. Khi sử dụng thang nhôm rút gọn đơn, chúng ta phải tuân thủ những quy tắc an toàn cơ bản qua các bước sau để tránh nguy hiểm cho người sử dụng. Bước 1. Đặt chân thang nằm ngang với mặt sàn, phần đầu thang để sát vào tường. Bước 2. Nhấc thang nhôm rút và dựng đứng thang lên. Bước 3. Đặt thang dựng vào tường theo thiết kế góc an toàn của từng loại thang, luôn đảm bảo khoảng cách an toàn tính từ chân thang, trích ra khoảng 75 độ. Sau khi sử dụng xong, bạn chỉ cần dùng tay đẩy các nút chốt ở bậc thang và kéo thang gập gọn lại, dùng đai buộc chặt vậy là xong. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng thang rút chữ A Fuji Home TLA07 và TLA08. Điểm khác biệt ở hai dòng thang này chính là thang rút chữ A có chốt khóa tự động ở điểm gập giúp thang vững chắc hơn khi sử dụng. Phần 1. Lắp hai thanh ngang vào chân thang. Bước 1. Các bạn sử dụng thanh ngang đầu tiên đẩy mạnh vào chân thang. Sau đó, các bạn dùng vít có sẵn để cố định giữa chân thang và thanh ngang. Vậy là các bạn đã có thể sử dụng thang. Phần 2. Sử dụng thang chữ A. Bước 1. Mở dây khóa. Để sử dụng, các bạn thực hiện mở dây khóa ra. Bước 2. Rút thanh lên. Sau đó các bạn dùng chân đặt lên bậc thang cuối cùng và kéo các bậc thang lên. Bước 3. Đẩy thanh ra hai bên. Sau khi các bạn đã chọn được độ cao phù hợp thì chúng ta thực hiện kéo thang ra hai bên. Khi đó, các bạn đã có thể sử dụng thang hình chữ A vô cùng chắc chắn. Bước 4. Thu gọn thang. Để thu gọn thang chữ A về hình dáng ban đầu, chúng ta kéo khóa tự động ở phía trên đầu thang, rồi bấm lần lượt các nút khóa hai bên bằng cách sử dụng ngón tay cái để chính giữa các nút khóa. Lúc này, thang sẽ tự động hạ xuống. Phần 3. Sử dụng thang chữ L và chữ Y. Bước 1. Mở thang chữ A. Đầu tiên, các bạn mở thang hình chữ A ra. Bước 2. Kéo lưỡi khóa và đưa thang chữ L. Các bạn chỉ cần kéo nhẹ lưỡi khóa này lên và nhấc thang lên như này. Khi đó, các bạn sẽ sử dụng thang được ở hình dạng chữ L. Bước 4. Kéo lưỡi khóa và đưa thang chữ Y. Để thực hiện chuyển thang từ chữ L sang chữ Y, các bạn tiếp tục kéo khóa chốt rồi nhấc thang chuyển từ chữ L sang chữ Y. Lúc này, các bạn đã có thể sử dụng thang ở hình dạng chữ Y. Muốn điều chỉnh độ cao của thang, các bạn chỉ cần đặt chân vào bậc thang cuối cùng, rồi thực hiện kéo thang lên theo mức mình mong muốn. Bước 5. Thu gọn thang về ban đầu. Sau khi sử dụng xong, các bạn chỉ cần nhấn nút khóa hai bên để thu gọn thang về hết mức, rồi kéo lưỡi khóa thang để thực hiện gấp thang lại. Trong video này, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng thang nhôm Fuji Home TLA07, TLA08 và TLI308, TLI440 và TLI500 một cách chi tiết nhất. Chúc các bạn thành công!